Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin 14 giờ cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, tối qua tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản. Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với tỉnh Kiên Giang tổ chức để hỗ trợ đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới đón Tết Giáp Thìn đầm ấm, vui tươi và đầy đủ hơn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị để chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, quân đội nói chung và lực lượng biên phòng nói riêng có vai trò quan trọng. Trong những năm qua, ở nơi miền biên viễn nhiều gian khổ, các chiến sĩ biên phòng đã vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới, vừa xung kích tham gia giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản và các chương trình nhân văn ý nghĩa khác cùng các hoạt động an sinh xã hội sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa, qua đó nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định các giá trị của nền văn hóa Việt Nam nhân ái nghĩa tình, với niềm tin ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh và Hội cựu chiến binh các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trân trọng cảm ơn lãnh đạo hội viên Hội cựu chiến binh 9 tỉnh thành đã luôn sát cánh cùng lực lượng vũ trang quân khu trên mỗi bước đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời mong muốn Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh trên địa bàn tiếp tục phối hợp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, vận động lựa chọn những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nhà giáo phải có giấy chứng nhận nghề nghiệp. Đây là nội dung Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến đưa vào dự thảo luật nhà giáo. Theo đó, thay vì sử dụng đồng thời quy định chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh giáo viên, giảng viên như hiện hành, quy định mới chỉ sử dụng thống nhất quy định về tiêu chuẩn nhà giáo và gọi chung là chuẩn nghề nghiệp nhà giáo với nhiều tiêu chí. Giấy chứng nhận này thay thế cho quyết định công nhận hoàn thành chế độ tập sự và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo hiện nay. Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp, người đã hoàn thành chế độ tập sự, người hiện đang là nhà giáo đạt chuẩn nghề nghiệp, nhà giáo đã nghỉ hưu, nhà giáo nước ngoài. Dự báo dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhu cầu đi lại dự kiến vượt qua cao điểm Tết năm 2023. Sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo, hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp nhất. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hành khách chấp hành tốt các quy định về an toàn an ninh hàng không để tránh làm ảnh hưởng tới giờ khởi hành của chuyến bay. Đồng thời, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân để làm thủ tục thuận lợi. Dự báo số lượng hành khách tăng, nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có nhiều thời điểm nguy cơ bị ùn tắc cục bộ. Bởi vậy, hành khách có thể phải nhận hành lý chậm hơn bình thường. Để thuận lợi cho hành khách đi lại bằng đường hàng không qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dịp cao điểm, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân, đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng. Cảng cũng đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội và 180 phút đối với chuyến bay quốc tế. Mở cửa giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước biến động hết sức khó lường. Cụ thể, các doanh nghiệp mua vào vàng miếng SJC 74,5 triệu đồng một lượng, bán ra 75,5 triệu đồng một lượng, giảm 1,2 triệu đồng một lượng so với mức giá cuối ngày hôm qua. Nguyên nhân được cho là những người chuyên lướt sóng vàng đã ồ ạt bán ra sau khi Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ ngành tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm giao dịch vàng miếng SJC. Đối với vàng nhẫn và trang sức, vào dịp gần Tết, người dân có xu hướng tăng mua loại vàng này, nên giá các sản phẩm này giữ vững trên 63,3 triệu đồng một lượng. Các chuyên gia dự báo ba quyết định lãi suất quan trọng của các ngân hàng trung ương Nhật Bản, châu Âu và Canada dự báo sẽ ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng trong tuần tới. Trên đây quý vị vừa đến với bản tin cập nhật 14 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.